Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của MapPeo. Ngày hôm nay tôi thấy một cái map khá là cũ, bạn ạ, gần 2 năm trước rồi các bạn ạ. Ngày mùng 3 tháng 7 năm 2022 này. Nhưng mà sao tự nhiên tôi lại thấy ở phần hot ta, hình như là có ai đó mới đề cử lại đúng không? Có ai đó mới đề cử lại bạn ạ, à, đúng rồi, hình như bạn ấy, đúng phải không? Có ai đó mới đề cử lại cho nên mới xuất hiện đúng không? Mới xuất hiện lại ở trên này, nó nhưng mà nhìn ảnh bìa trông cũng cuốn đấy nhở. Map đối chiến kho báu hải tặc các bạn ơi. Trận chiến tranh giành kho báu à, cũng khá là cuốn mà tôi tò mò không biết là chơi như nào. Anh đã trải nghiệm thử xem map kho báu hải tặc này chơi có gì hay ho và thú vị hay không nhá. Mở phòng bơi người bạn ơi. Ok rồi, trước khi bắt đầu video bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ chuyện mẹ và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mình các bạn nhé. Hơi ít súng bình nào, cho mỗi một khẩu súng lục à. Không có khẩu súng là nhìn xịn hơn bạn ơi, mỗi một khẩu súng lục thôi à. Hình như mình có thể nâng cấp đúng không? How to play. Khi game sẽ có 180 giây để kho báu được tạo. Trong thời gian này bạn có thể đánh những bộ xương hải tặc để farm dần level, hoặc đánh người chơi khác để được nâng level. Sau 180 giây kết thúc, bạn hãy chạy ra thuyền giữa lớn nhất để lấy kho báu mang về trước đội khác, và hãy cẩn thận những tên hải tặc đó mỗi dương được 5 sao. Khi đang mang dương về hãy bảo vệ nó cẩn thận vì nó cần thời gian để duyệt. Nếu không thời gian đó mà kho báu không có đó mà bị mang đi, chỗ khác sẽ không được duyệt và không được cộng điểm nào. Bạn có thể qua đảo vàng và kim cương để trao đổi với NPC. Trong thời gian quy định, đội nào nhiều điểm hơn sẽ thắng. Ôi, dài quá luôn bạn ạ. Tóm lại là đánh quái, nhặt điểm, nhặt kho báu, tính điểm đánh người chơi bình. Ok bạn ạ, rồi. Hơi dài bạn, muốn nâng cấp bình thì mua đồ à? Bán nó bằng đậu à, cũng được. Lát nữa thấy game khó quá thì bán nó bằng đậu bình rồi. Ok đây, chắc là vô luôn bình à. 8 người bận, lát nữa còn 2 người nữa vào sau bận đây. Rồi, kìa, sao mic sao không biết trong game được. Alo, alo, ai nghe tôi nói bấm phím số 8 đây nào. Số 8 đây anh em ơi. Số 8, số 8, số 8, số 8, số 8. Để tự anh em đợi tí bận nữa. Tầm nhìn xa đây. Đường nào nữa bận, à, đây, đây, đây. Ok, bác có tên là Đại Chiến Hải Tạc bận ạ. Đi lấy kho báu à, cái gì đấy. Nè, cái gì đấy, cho súng luôn bạn ạ, không biết nâng cấp súng ở đâu bạn ơi. Kho báu sẽ tạo ra sau 180 giây này. Thế bảo chúng ta phải tấn công bộ xương rồi tấn công người chơi khác bạn ạ. Anh em đi anh em ơi, ra khỏi hang đi. Ủa sao anh em núp hết ở hang rồi, không có mẹp ra khỏi hang cái này. Trời ơi. À, bơi được nha. Lặn biển rồi bạn ơi, lặn biển rồi. Ok bạn ơi, lặn biển đó. Số 10 rồi, số 10. Ủa, bên, ui, bên này một cái thuyền chính mà đây, như cái thuyền hải tặc to này. Ở đây một cái thuyền siêu to bận là sao lên ta? Lên trên này à? Không đường lên, rồi xong chủ mắt thiết kế này sao lên được? Chủ mắt thiết kế này sao mà lên? Là hai này. Chủ mắt... Ê, bì. Ê. 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 À đây, đừng lên đây đúng không? Từ nha. Bay cao nào. Nhảy cao nào. Ok. Rồi. À, bắn bộ xương. Rồi. Tấn công bộ xương ở lấy điểm đúng không? Lấy kho báu đúng không? Ồ. Oh, wow. Tấn công bộ xương được nâng cấp xuống bên đây. Wow. Đỉnh vậy. Wow. Tấn. À. Lên level là súng mới tự nâng cấp. À. Hay nha. Được đấy chứ bạn ạ. À, tấn công bằng nâng cấp súng bạn ơi. Yeah, bộ xương nhìn ghê vậy, bộ xương nhìn kinh nhở. Đi đâu khác chơi. Tấn công bộ xương được nâng cấp súng này. Ok bạn ơi, rồi, nó cho tiếng. Trong này có gì không nào. What? Khá là nhiều quái bạn ạ, khá là nhiều quái. Tôi thử lên level 2 xem được gì nhá. Lên level 1 thì khá là nhanh mà lên level 2 thì lại lâu à. Cái gì đấy? Cái gì đó mà kho báu sẽ tạo ra sau bao nhiêu giây nữa. Ok mình sẽ thử xem kho báu đâu nhỉ. Em đừng dí, đừng dí, đừng đuổi theo ta, đừng đuổi theo ta. Này ok xem mười mấy giây nữa kho báu nào nhỉ. Ui, không biết là kho báu chỗ nào vậy ạ. Quan trọng là không biết kho báu giấu ở đâu chứ, nó có hiển thị cái bản đồ hay gì không ta. Đó, quan trọng là không biết là kho báu sẽ giấu ở cái chỗ nào bạn ạ.
Ô, cái bên này từ... Ê, kho báu đây. Ê. Nhận một kho báu à? À, từ từ nhá. Nhận một kho báu à? Như nào đây? Kho báu như này mở cái gì? Rồi ôi! Ăn kho báu xong, xong bị hiệu ứng đảo ngược là như nào? Là kho báu giữ chưa? Kho báu chôn rồi. Rồi ôi, kho báu chôn VN các bạn ạ. À. Thôi mình đi chỗ khác đi em, để anh lấy điểm cái, đừng đây là chia ra đi. Sao hai người cùng một chỗ này bị lỗ điểm? Trời ơi, nãy giờ mình để ý sao cái gì? Hai ông cùng bắn về lỗ điểm bạn ạ, cái ông Horizon này này. Thôi đi chỗ khác thôi, để cho nhường bạn cái kho báu đấy, nhường đấy. Cái gì nữa? Thế tóm lại là như nào? Bây giờ ở hay đi, nói luôn để con biết. Bạn ở thì tôi đi, bạn đi thì tôi ở, nhanh bắn này. Kinh nghiệm thì chia đôi bạn ạ. Khó hiểu cái ông này biết nhở, cái ông này làm sao chứ. Đây nhường bạn ấy, nhường đấy, tôi đi chia ra ở trên bong tàu một đống quá không bắn, cứ phải bắn chung cơ các bạn ạ. Không yêu kiểu gì luôn, chả yêu kiểu gì bạn ạ. Đấy rồi là như nào, cái ông này bị làm sao các bạn ạ, cứ phải đi theo cơ. Kích luôn. Nhổn. Chả yêu kiểu gì bạn ơi. Cái ông Horizon này có vấn đề. Ở trên bao nhiêu quái không bắn, mình đi lên cũng đi lên, mình ở dưới cũng ở dưới là như nào? Bị làm sao các bạn ạ? Cứ chia kinh nghiệm quái rồi. Bao nhiêu bên kia không bắn đi, cứ phải đi theo làm cái gì hả? Này thì tấn công này, cho tấn công, bắn đây. Sợ thật sự các bạn ơi, chia ra bao nhiêu đảo không chia ra là bắn ơi. Cứ đi theo làm cái gì không biết các bạn ạ. Bao nhiêu đảo, bao nhiêu quái không đánh, cứ phải đi theo xong rồi kinh nghiệm bị chia ra cơ. Khó nói thật sự các bạn ơi. Thấy hiểu kiểu gì luôn. Ôi bây giờ kho báu à? Ô, chưa biết là cái lửa rực này để làm gì bạn ạ. Tôi chưa rõ lắm bạn ạ. Bao nhiêu chỗ rồi, thế anh em cứ bùa một chỗ nè, đi khác thôi. Chia ra bắn người đi kìa. Đây này bao nhiêu chỗ không tấn công rồi này. Bật lại này. Khó nói thực sự mà. Anh em đừng nghĩ anh em chia ra chứ. Ai đây. Một bắn thầm. Ôi không tính điểm à. Cái này từ nãy phải coi lại một cái hệ thống play như nào. Bây giờ tính điểm như nào nữa nào. Cho coi lại cái này từ. Cái này tính điểm như nào đây. Chạy ra thuyền giữa lớn nhất lấy kho báu mang về. À, ôi dồi ôi. Phải cầm cái dương kho báu xong mang về nhà. Ôi giời ơi. Nãy cái kho báu tôi ăn luôn kho báu bạn ạ. Tôi ăn luôn kho báu bảo sao rồi. Phải mang kho báu về à. Thế không hay lắm nhỉ. Chính ra map này mình thấy cứ để cho đánh nhau tính điểm thì hay hơn bạn ạ nhỉ. Còn cái việc mà mang kho báu về tìm điểm thì nó hơi bị loằng ngoằng bạn ạ. Nó hơi loằng ngoằng đấy. Mình thấy là cứ để là nhặt kho báu tính thêm điểm nhiều hơn. Còn tiêu diệt người chơi được tính điểm đi đúng không? Thì nó sẽ hay hơn đúng không? Chứ bây giờ tiêu diệt người chơi không tính điểm xong mình lỗi điểm rồi. Không hiển thị điểm bạn ạ. Thì mình thấy nó hơi bị kỳ. Ok, không lên được à? Mà cái lửa rực từ cái lửa rực là gì nhỉ? Mà chủ bác cũng không nói cái lửa rực gì nó đang coi mà. Tìm bưng nâng cái này tính đam à? Ok. Cái lửa rực là điểm gì ta? Không biết bạn ạ. Đang chưa hiểu cái lửa rực bạn là điểm gì nhỉ? Đang chưa rõ bạn là chưa rõ cái lửa rực là điểm gì này. Nhìn này. Ê, đông rồi. Đang chưa rõ cái phần lửa rực này lắm bận á. Cái lửa rực này đang chưa rõ để làm gì đây này. Làm sao hồ, 3 viên hết sò rồi bà. Đam vàng khè. Kho báu rồi đâu, bây giờ không thấy đếm ngược nữa, được khi nào mà kho báu vậy? Ủa? Bây giờ không thấy đếm ngược bạn ạ, rồi khi nào mà có kho báu ta?
khó nói, bạn ạ, bắp này khó nói. Bắp này cái thứ bố cục, cái thứ trang trí, cái thứ nhìn nó rất là hoành tráng, rất là xịn sò đấy. Mà tuy nhiên là cái hệ thống đồ đạc là hơi kỳ này, hệ thống tính điểm hơi kỳ này, nó mấy cái nó không được ổn lắm bạn ạ, không được ổn lắm nữa, nó hơi bị kỳ kỳ bạn ạ. Kho báu thì không thấy đâu mà, kho báu thì lại không thấy à. Không biết đấy bạn ạ. Ê, qua thầy đếm ngược kho báu không? Chứ anh không thấy. À không, cũng biết đâu chat đâu nhở. Bị lỗi chat rồi, đâu chat đâu. Chat nó bị tùm lum rồi đấy. Lâu lâu bị tôi không hiểu lắm bạn ạ. Sao bị lỗi chat nhở? kỳ cục ghê. Này thì ôi bây, hình như em bờ chéo trên buồn này. Wow, thực sự là cuốn nha, để xem ở trên này có gì hay bật ạ. Wow, ui cao vậy. Wow, đỉnh nha. Không cho lên. Là ta không cho lên, mèo peo ở trên này thôi, không cho lên hết, không cho ai lên. Ờ, phải lên à? Ủa, áo với sao mới lên được? Phải chặn đây không? Phải chặn này thôi bạn ạ. Ừ, phải chặn này rồi. Đấy. Phải chặn như này bên mà không cho lên được. Ồ, chặn hơi lỗi. Uầy, đứng trên này khác thì vua chúa đâu này. Ôi dồi, ôi dồi. Mà sao chúng lại? Ôi, chúng lại, chúng rồi. Ôi, chúng luôn mà, ghê chưa? Chúng luôn đấy chứ. À, đẳng cấp chứ. Ê, đứng trên này đỉnh của chóp bạn ạ. VIP Pro liền đấy chứ. Rồi. Ê, sao về được này? Đứng bên này thì đỉnh cao rồi, ai mà lên được? Đó, đố ai lên được trên này nữa? Trên về chùm rồi, VIP rồi. Băng băng băng. Ê, không được rồi. Đấy, ai đây? Không phải à? Đây. Ui, bồ, chúng luôn mà. Ai đây? Quái ạ, à, đây là quái, à đây là con quái. Đây con quái, bên đây con quái ơi. Ui, đứng trên này thì best quá rồi. Ai mà cản được nữa không? Ai mà ngăn cản được? Ui, đứng trên này thì ai mà cản được? Cản bước sẽ phải bèo được nữa. Trời ơi, không thể cản bước các bạn ạ. Ê. không ai lên đây bạn ạ, vẫn chưa ai lên trên này được à? Bắn này, ôi chết luôn kìa. Nhưng mà cái hệ thống tính điểm bị kỳ kỳ, bây giờ tôi còn chả thấy kho báu đâu mà tìm về bạn ạ. Chả thấy đếm ngược các thứ nữa cơ bạn ơi. Chủ mắt nên chỉnh sửa lại đi. Mình nghĩ là cứ cho đánh nhau tính điểm hay hơn bạn ạ, thay vì nhặt kho báu đem về nó lằng ngoằng bạn ạ. Tự nhiên nhặt kho báu được về thì được nhiều điểm hơn, còn đánh nhau vẫn được nhiều điểm, vẫn được tính điểm không thì nó hay hơn bạn ơi. Ai à, chúng kiểm hồng ghê rồi, bắn chúng luôn mà, cũng kinh chứ. Ui rồi ôm ơi, và cái lửa rực này vẫn chưa biết làm gì bạn ạ. Cái này thử cái này ra. Chưa rồi, hết rồi, chưa rồi. Mày quay. Được không nhờ? Không được à, cùi tê nhờ. Không được các bạn ạ, định chôm vinen nhưng không được. Ơ, bố con quái ở dưới này. Đâu hết rồi, tìm bạn đâu rồi? Đây. Ê à. Ôi giời ơi, thôi tạm biệt, nhảy thẳng luôn. Ơ, nhảy xuống không chết à? Wow, nhảy từ trên cao xuống không mất máu bạn ạ. Ôi giời, ok. Cái map này chơi thật ra được các bạn nhá, nhưng tuy nhiên cái hệ thống tính điểm nó hơi bị kỳ kỳ. Mong chủ map là tính toán lại nhá. Cái nhặt kho báu suốt đêm về thực sự nó hơi bị loằng ngoằng các bạn ạ. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Map của bạn TS sói này hình như mình gặp bạn này khá là nhiều đấy. ID là 999875 16 bạn ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.